Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ lại lên một con điện thoại phù hợp đọc cho anh em nha. 3200, con này thì nó cũng một thời kỷ niệm với mình nữa các bạn. 3200 AT Relic Light, con này đẹp xinh xò như con bò luôn nha anh em. Ok, coi xem bên trong có gì nha. Rồi, sách hướng dẫn. Đi đây, tem dán, đề canh dán các bạn. Cái mẫu này là nó cho mình đề canh dán nè. Đây đề canh trắng nè. Đề canh sao toàn này canh trắng không thôi. Sao mình không thấy tem đâu trời. Ủa là sao, hay là bị nó luộc hết tem rồi. Để coi. Ủa không lẽ nó luộc hết tem rồi đó ta. Mình cũng bó tay anh em. Để đây đi. Đó. Rồi, gì đây? Tờ giấy. Hướng dẫn. Game information. Sách hướng dẫn. Đây, do phone. Cái này chưa lọc siêu luôn hả? Ok ở đây, chưa lọc siêu kìa đó. Cái quyển này chưa bóc siêu luôn nè. Đi 3200 giữ sơ. Wow. Quá là giá trị ha, anh em sưu tầm những cái quyển như vậy nè, nó còn siêu như vậy nè. Đó. Sưu tầm là sưu tầm những cái này nè các bạn. Không dây luôn hả? Wow, thùng dây dễ thương. Cái này bỏ vô điện thoại bình thường được rồi. Hồi xưa nó là thùng dây đẹp không? Dễ thương quá. Giá trị sưu tầm cao nha. Thì đây, cái sim mà. Bỏ cái sim vô mới kích hoạt. Hồi xưa nó bán điện thoại nó tặng sim lại. Sim card and instruction. Tay nghe. Cái này lâu quá. Cái đây này nó có cái cục bông mà. Cục bông nó bị bể rồi. Tay nghe. Tay nghe sao có một tay vậy. Ủa, nó có một tai nghe trời ơi, nó là một tai nghe cục sạc mới tinh luôn, chưa tháo ra luôn, mới tinh luôn. Thằng nào sản xuất đây? China. Chuyên binh, chuyên binh riêng nè các bạn. Coi nhân bình. Mới chát luôn. Bình dinh nó màu trắng. Đây là cái mặt dán lân hả? Ốp lân. Ủa, có bàn phím luôn. Có cái lỗ nè, có bàn phím nè. Có bàn phím. Một miếng vào là vừa ốp lân vừa bàn phím luôn. Hai màu để lựa chọn. Với cái đây nữa, cái này cũng chưa lộp luôn nè các bạn. Chưa lộp nè. Cái này điện thoại siêu cổ luôn rồi. Kéo này xuống. Cô ri anh em. Cốp lưng nó để trong nè.
cái ốp lưng nó là một cái miếng giấy chứ không phải là dán, một cái miếng giấy nó có cái gờ này, em thấy nó có cái gờ này để nó che cái miếng giấy thôi, chứ nó không có làm dán, nó làm cũng khá là tiện các bạn, thay vì dán nó sẽ dơ đúng không? Còn miếng giấy này mà mình gá cái miếng giấy vô thôi. Wow, đẹp quá các bạn. Bỏ viên pin vô khởi động thử nha. Quá là đẹp nè. Điện thoại này nó trong suốt. Nguồn trên đây. Ừ, còn pin luôn. Đa số những pin zin như vậy là còn pin hết các bạn. Cái sim này nó còn dính trong đây. Chứ nếu mà nó rời ra thì mình bỏ vô mình test cũng ok. Nghe cái tiếng này nhớ thời kỳ quá các bạn. Các bạn nghe âm thanh các bạn nhớ không? Nhớ kỷ niệm không? Điện thoại chích 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 chích. Cục sạc với cáp nguồn luôn. Wow, quá là phải nói là một con điện thoại rất là chắc. Hồi xưa ai mà chơi cái điện thoại này thì thôi ta nói bá cháy luôn. Wow, rất là đáng để anh em sưu tầm nha, anh em thấy không, quá là đẹp luôn, mới chát rồi, xứng đáng đồng tiền mất gạo. Con này là mấy nhỉ, quên cái tên rồi, trời. 3.200, 3.200, coi cái bảng giá coi, 3.200, ok. Giá em nó hơn 3 triệu các bạn. Đấy. Anh em nào mà sưu tầm nha, sưu tầm trưng bày nha, con này là bá cháy vào chết luôn. Rồi ok, anh em nào có nhu cầu à sưu tầm điện thoại cổ thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện giao thằng nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code. Rất là đẹp nha anh em, siêu đẹp luôn nha. Anh em muốn xem trực tiếp tiếp máy thì anh em qua bên shop nha, bên shop phụ tùng sẽ cấp nha các bạn. Những con máy này á, là mình sưu tầm, mình mua sưu tầm mình chơi mà bây giờ kẹt tiền lắm nên mới bán nha anh em, mới thanh lý hết luôn. Mỗi máy là mỗi dòng là mình có một cái các bạn, mình mua mình sưu tầm chứ không phải mình mua để bán. Mình mua hồi lúc đợt dịch cách đây chắc cũng 2 năm rồi các bạn, mà mình không đăng bán luôn là anh em hiểu. Đợt trước mình có khoe, mình mua về mình có khoe hình đó cách 2 năm rồi, bây giờ mới lấy ra đăng bán là anh em hiểu rồi đó, chứ không phải là mình mua bán điện thoại nha. Những cái điện thoại này mình bán là đã lỗ luôn rồi. Hàng này là hàng full box cho nên hơi hơi bị hiếm, không phải là muốn là có đâu nha các bạn. Đấy. Đó, anh em ra đường anh em cầm cái điện thoại vậy thôi hơi bá cháy luôn, mà trong tủ kính với ai mà cầm ra đường hả, đưa cho bạn bè nó cầm mà nó trầy xước một cái là thôi ăn cứt luôn. Nó giá trị ở chỗ là nó đẹp mà nó không trầy xước nha các bạn. Rồi ok, anh em nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng đi xe cấp nha, có thêm nhiều cái món phụ kiện điện thoại độc lạ cho anh em sưu tầm nha. Cảm ơn anh em, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi thêm nhiều, mình sẽ review thêm nhiều con điện thoại độc lạ bên mình đang có nha. Cảm ơn tất cả các bạn.